Giáo viên nói và đây là những gì học sinh nghĩ trong đầu. Các em có hỏi bài nhau nha. Đoàn kết là chết hết. Kệ, chết một đống còn hơn sống một mình. Đi hỏi bài người khác mà cao điểm thì có gì mà hãnh diện. Vậy không hỏi bài bị điểm thấp chắc hãnh diện. Nó chỉ bài cho em là nó hại em đó. Em tình nguyện bị hại cả đời. Ok. Em lên trả bài cho thầy nha. Đứa nào lấy bài của thầy lên trả cho thầy đi, có đâu ngày nào thầy cũng vô thầy đòi hết kìa. Cái bài kiểm tra này tôi cho quá là dễ luôn mà mấy em làm nửa lớp dưới trung bình, tôi không hiểu mấy em luôn. Chắc thầy quên mình là giáo viên mới thấy dễ chứ học sinh đâu có thấy dễ. Mấy em chép bài bằng tay hay là bằng miệng mà lúc nào tôi cũng nghe mấy em nói hết vậy? Thì chép bài bằng tay, miệng rảnh mới nói chuyện nè. Như các em đã biết thì biết rồi còn học chi nữa trời, như chúng ta đã biết là biết hết rồi. Cái lớp này tuần nào cũng vệ sinh dơ hết, các em phải xem trường lớp của mình như là nhà của mình vậy đó. Xem như nhà của mình mà ngủ bị la, xem như nhà của mình mà đi vệ sinh cũng phải xin nữa. Các em sau đây lên bảng kiểm tra miệng. Lớp học chứ có phải nhà khoa đâu mà kiểm tra miệng hoài ta.